chào tất cả mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của mình nha. Hôm nay thì mình lại tiếp tục công việc của mình nha. Hôm nay thì anh em đội thợ xây thì cũng vẫn tiếp tục đào móng và hoàn thiện nốt những cái cột móng còn lại nha. Đây, máy bơm đang phải chạy hết công suất đây. Đây máy bơm đây, hai máy đều chạy nó nhanh. Hố này thì sau một đêm thì còn rất là nhiều nước nha, nước nó ngấm vào nha. Và hôm nay còn một hai hố nữa là xong nha mọi người nha. Đây hôm qua đổ được hai hố bên này rồi. Đây, bên này cũng đang hút đây. Sau một đêm nhiều nước ghê anh nhỉ. Hai máy hút đấy em ạ. Ba máy còn gì nữa. Ba máy hút. Thế là hết hết cọc rồi đúng không anh? Hết hố rồi đúng không? Còn 4 cây đấy. Ngày hôm nay nữa là xong đến cột móng nha, là công đoạn là vất vả nhất nha. Hôm nay thì trời cũng rất là nắng luôn. Mới sáng sớm ra đã nắng chói chang rồi đấy. Bây giờ đang hút ở cái hố bên này thì lại chuyển sang bên này đấy. Theo như đội thợ xây thì bây giờ còn hai hố nữa là xong nha mọi người nha. Ngày hôm nay chắc chắn là sẽ xong, và từ ngày mai trở đi thì sẽ đổ một dạng móng, thì lúc đấy nó sẽ đơn giản hơn đấy. Đấy, mọi người thấy đấy. Vật liệu chuyển hết ra tận trần công trình nha mọi người nha. Chỉ còn một xi măng là gửi ở nhà dân nha, tại vì là để ngoài đây là sợ mưa gió nên khi nào nắng thì mới lại chuyển ra nha. Và hôm nay thì anh mới xúc này thì anh sẽ tiếp tục công việc của mình là đấy, lấp các hố đã múc lên nha. Nhưng mà hố nào còn nước thì hút xong là múc đất lấp xuống nha. Hố nước bên này chảy sang kia cho nó dễ luôn này. Đấy mọi người thấy không, chảy rất là xối luôn, chứng tỏ là rất là nhiều nước.
Ô, ngày hôm nay nữa mai lại nhạt rồi nhỉ, hôm nay xong ngày mai xong rồi ấy. Riêng đổ như cọc như này cũng mất nhiều thời gian ghê, chờ đợi lâu cái đoạn nước này mình hút. Đây là lúa, đây thì cũng đang ra đồng rồi nha mọi người nhé, đang bông bông rồi này, chắc cũng phải tầm tháng nữa được gặt rồi. Nước cho nó chạy qua ruộng, người dân thì chạy ra suối nhé, chạy qua cái ruộng này xong thì nó chạy ra suối ngoài kia. Đây là những các hố cọc mà mấy ngày hôm trước làm này nha mọi người nhé, ta sàn lấp xong tuy rằng còn rất là bùn đất tại vì cũng chưa cứng được ngay, tại vì đất ruộng là như vậy mọi người ạ. Cái này phải sau một thời gian nữa thì chắc là đất nó mới cứng lại được. Công hút nước này cũng giảm tiến độ thi công của anh em thợ xây đi xuống nha, tại vì mỗi lần hút thế này cũng mất khoảng nửa tiếng rồi mọi người ạ. Đấy. Nước cũng rất là nhiều chứ không phải là ít. Em không biết là chú mọi người như thế nào chứ, nhưng mà chú em này được cái là thật rộng. Cái này là đổi các cho người dân để mình lấy đất làm nhà văn hóa nha mọi người nha. Đấy. Đây nước cũng cho đang xả ra cái thấm ruộng của người ta để cho ra ruộng này. Đấy. Theo mình nghĩ thì hôm nay nữa còn hai cột nữa thì chắc chắn trong ngày hôm nay sẽ xong, và ngày mai đổ rằng thì nó nhanh hơn mọi người ạ. Đấy. Thôi video của em cũng chia sẻ đến đây thôi, nếu mọi người thấy hay và ý nghĩa thì hãy cho em một like và một đăng ký và một chia sẻ nha.